Lúc đấy thì cũng chỉ là lời khuyên răn thôi, và thậm chí là người thân của mình không biết thì có thể là sử dụng đòn roi với cháu. Lúc đấy thì mình cũng cảm thấy rất là thương mà không tìm được cái giải pháp nào mà làm có thể chuyển hóa được bạn. Trước đây thì ban đầu thì tôi cũng có cái bối rối về một người con nuôi của tôi, nghĩa là bạn ấy khi vào khi đi học cấp 1 thì bạn ấy có một chút vấn đề về giống như mình gọi là lấy trộm tiền ấy. Thì khi đó mình bối rối, đó là mình lên Google mình search về cách nuôi dạy con khi mà con gặp phải tình huống đó. Thì khi mà vào Google search thì mình có thấy hiện lên cái Facebook của cô Lanh. Ban đầu thì mình cứ đổ lỗi cho con, nghĩa là do là con bắt chước rồi con hư, nghĩa là mình phán xét con theo kiểu đó. Sau đó là khi mà tiếp cận đến trí tuệ của cô Lanh thì bắt đầu mình mới quay về mình, do cách mình dẫn dắt con rồi chưa có hướng để nuôi dạy con theo giống như cô dạy. Lúc đấy thì cũng chỉ là lời khuyên răn thôi, và thậm chí là người thân của mình không biết thì có thể là sử dụng đòn roi với cháu. Lúc đấy thì mình cũng cảm thấy rất là thương mà không tìm được cái giải pháp nào mà làm có thể chuyển hóa được bạn. Mình rất là bối rối, rất là lo lắng, và bản thân mình cũng cảm thấy là bây giờ con còn nhỏ mà con như vậy, thì sau này con lớn lên thì lúc đó cái cơ hội mình mà giúp đỡ con sẽ muộn mất. Khi mà học trí tuệ của cô ấy thì đầu tiên là mình bình an với cái hành vi đấy của con. Sau đó là mình quay về bản thân mình, tại sao mà mình lại để cái tình huống đấy xảy ra. Thứ nhất là mình có giải pháp về cách quản lý tiền của mình là sẽ phải cẩn thận hơn này. Thứ hai là cũng thường xuyên trò chuyện với con để mà nắm được cái nhu cầu của con để mình cho con đạt được. Và cái nữa là mình quan trọng là con cảm nhận được cái sự tình yêu thương, hoặc là mình chia sẻ với con chân thành hoặc thường xuyên ấy, thì bản thân bạn ấy sẽ cảm nhận được và từ từ bạn ấy cũng sẽ thay đổi hơn. Khi mà học trí tuệ này ban đầu thì mình nghĩ vấn đề với con và mình học cách để thay đổi với con. Nhưng mà khi học một thời gian rồi thì mình mới thấy là bản thân mình cũng đang rất là nhiều vấn đề cần phải thay đổi. Nhưng mà trước đây thì bản thân tôi là cũng đi làm nhân viên cho các công ty về mình làm về mảng kinh doanh mà. Thì cũng đi làm thuê các công ty và mình chỉ làm nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh, đi bán hàng trực tiếp thôi. Sau đó là khi học trí tuệ này mình từng bước thẩm thấu, từng bước được chuyển hóa thì bắt đầu mình mạnh dạn hơn, mình tự tin và mình quay về mình cùng với một số người thân của mình nữa. Mình thành lập công ty riêng của mình và mình áp dụng cái trí tuệ vào để mà làm thế nào để mà đạt được cái lâu dài là mình phải có mục tiêu, có định hướng rõ ràng và mình phải làm cam kết những bài tập mà theo học viện theo của cô hướng dẫn, thì mình thấy kết quả rất là kỳ vọng. Một người đấy là cũng là con nuôi của mình thôi, nhưng mà mình cảm nhận được là bạn ấy cũng có sự thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là tự tin hơn này, chủ động hơn, là cái hành vi đấy của con là gần như là cũng đã được nhắc rồi. Khi mà mình quyết định vào học lớp nâng tầm thôi thì bản thân mình đã thấy là khi có vấn đề gì xảy ra mình thấy là mình giải quyết rất là đơn giản, và bản thân mình cũng thấy là mình trưởng thành lên rất nhiều, trưởng thành về cách giao tiếp, trưởng thành về những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình trước một vấn đề. Thứ nhất là trước đây có thể gặp một vấn đề gì mình rất là lo lắng bối rối, nhưng bây giờ mình áp dụng trí tuệ, mình bình an và mình tìm cách giải pháp thì mình chịu trách nhiệm, thì thấy là vấn đề được giải quyết mà mình cảm thấy rất là ok. Khi mà mình được học đi học lại tất cả các lớp miễn phí của cô này, rồi học thêm những lớp quy trình lớp chữa lành kết nối kiến tạo, học đi học lại nhiều lần, cộng thêm những cái chương trình nâng cao của cô, thì mình thấy là càng học chuyên sâu thế mình vận dụng nó càng hiệu quả. Trước đây thì mình hiểu mông lung lắm và làm nó cũng không được cam kết kỷ luật, nhưng mà khi mà học đến lên lớp nâng tầm rồi thì là mình thấy là mình tin tưởng nhiều hơn này, do đó là kết quả nó rõ ràng hơn. Kể cả đến cái việc chạy bộ thôi, trước đây khi mình chỉ chạy được đến 3 cây, 5 cây, bây giờ chạy 10 cây mình cũng rất là thanh thang, sức khỏe của mình cũng là cải thiện lên. Khi mình quyết định vào nâng tầm thôi, mình đã thấy là mình bình an và mình thấy mình trưởng thành hơn này. Sau đó là khi vào lớp nâng tầm ấy, được trải nghiệm nhất là ví dụ như được đi leo fan này, thì mình thấy là những cái được đi leo fan này là những cái mà mình học được bài học nhiều nhất, nhận nhiều giá trị. Bản thân mình vượt lên những cái niềm tin giới hạn, mình biết được thế nào là giao tiếp đúng và giao tiếp sai thì mình sẽ nhận kết quả như thế nào. Và tinh thần cam kết kỷ luật và tình yêu thương ở đấy nó mình vận dụng vào cuộc sống rất là tốt. Khi mà có vấn đề gì xảy ra hoặc là có cái câu chuyện gì mà mình cảm thấy khi ở kiến tạo mình không có năng lực để giải quyết, thì lên nâng tầm mình cảm thấy là mình giải quyết một cách đơn giản hơn. Mọi vấn đề xung quanh với mình thì tự nhiên mình giống mình cảm nhận như là nó đến với mình đều tốt hơn trước đây rất nhiều. Tôi rất là biết ơn đến
thầy cô đến học viện. Nhờ trí tuệ này mà mình được trải nghiệm, được khám phá và bản thân mình được tốt lên rất nhiều khía cạnh. Vô cùng biết ơn viện và biết ơn thầy cô ạ.